Nga tập kích Kiev kinh hoàng hạ gục hơn 200 quân sĩ gian mặt Ukraine và NATO khi đang hội nghị thượng đỉnh. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra trên loạt mặt trận. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt của lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục thể hiện quyết tâm và sự kiên trì trong việc đạt được mục đích của mình. Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, Cục lực lượng Vostok được không quân pháo binh và hỏa lực hạng nặng yểm trợ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Robotino, Novo Danilovka và Malaya Tomaka thuộc vùng Japorizia. Ngoài ra, những khu vực tập trung nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 65 và 72 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 105 Ukraine đã bị tấn công gần Ryuzhne, Robotino, Malaya Tomaka, Novo Danilovka ở vùng Japorizia, Makarovka và Nikolskoye thuộc Donetsk hoạt động của một nhóm trinh sát Ukraine đã bị ngăn chặn gần Ropnopol ở Donetsk. Có hơn 200 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài bị loại khỏi vòng chiến, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, một pháo phản lực Grad, 2 pháo D-20, 1 M-Stabe và một pháo tự hành M-109 Paladin do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Đồng thời, ngày 11 tháng 7, Ukraine cho biết Nga đã tiến hành cuộc không kích xuyên đêm vào thủ đô Kyiv chỉ vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu diễn ra tại Lithuania. Đối phương đã không kích Kyiv lần thứ hai trong tháng này. Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kyiv cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm 11 tháng 7. Theo Popko, các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ toàn bộ máy bay không người lái UAV Sahet do Nga phóng đi trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Ukraine nghi UAV này do Iran sản xuất. Lần trước vào đầu tháng 7, đối phương cũng sử dụng Shahed, các máy bay không người lái của Iran được phóng từ hướng Nam, có thể là từ vùng lãnh thổ Krasnodar của Nga, ông thông báo trên Telegram. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại hoặc thương vong sau trận tập kích của Nga vào ngày 11 tháng 7. Theo lực lượng không quân Ukraine, cảnh báo không kích đã vang lên khắp Kiev trong một giờ và kéo dài hơn ở các khu vực khác tại miền đông Ukraine. Các nhân chứng ở Kiev đã nghe thấy những tiếng nổ giống như âm thanh của hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trong cuộc không kích. Phương Tây và Ukraine nghi ngờ UAV được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine là UAV cảm tử CS-136 do Iran sản xuất và Nga tiến hành sơn lại. Iran thừa nhận từng bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga trước chiến sự ở Ukraine, nhưng đã dừng cấp thêm hàng. Trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc chiến với Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak hồi tháng 5 cảnh báo Iran sẽ phải gánh hậu quả sau khi thủ đô Kiev bị tập kích ồ ạt bởi các UAV sát thủ Shahed do Iran chế tạo. Giới chức Ukraine và các nhà phân tích chỉ ra rằng gần đây Nga có xu hướng tăng cường tấn công vào Kiev bằng nhiều loại vũ khí với tần suất cao bất thường. Theo các chuyên gia quân sự, Nga sử dụng một lượng lớn UAV cho các cuộc tập kích này bởi đây là loại vũ khí có giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa. Ngoài ra, chiến thuật tấn công ồ hạt ban đêm dường như nhằm tác động đến tâm lý của Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của Nga dường như nhằm làm suy yếu năng lực phòng không của Kiev, buộc họ phải tiêu tốn đạn dược nhiều hơn để bắn hạ các UAV rẻ tiền. Trận tập kích mới nhất của Nga và Kiev diễn ra chỉ vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu diễn ra tại Vilnius, Lithuania. Cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc mời Ukraine gia nhập NATO được cho là hai chủ đề chính phủ bóng thượng đỉnh NATO lần này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông chắc chắn rằng vào cuối tuần, Liên minh sẽ có sự đồng nhất và thông điệp mạnh mẽ về tư cách thành viên trong tương lai của Ukraine. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày gần đây hối thúc Liên minh này đưa ra những tín hiệu rõ ràng tại hội nghị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ kéo theo hệ quả vô cùng tiêu cực đối với kiến trúc an ninh châu Âu. Openscope nhấn mạnh, Nga coi Ukraine, tìm cách vào NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và buộc Moscow phải có phản ứng mạnh mẽ, kiên quyết. Tin tiếp theo, Nga nổ cơn thịnh nộ, cáo buộc CIA giúp Ukraine tuyển lính đánh thuê từ Mỹ, Canada Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 7 nói rằng Ukraine đang gia tăng nỗ lực tuyển lính đánh thuê ở Mỹ và Canada. Nga cáo buộc CIA và các công ty quân sự tư nhân trực thuộc đang hỗ trợ hoạt động này. Theo phía Nga, do lính đánh thuê ở Ba Lan, Anh và một số quốc gia châu Âu khác giảm sự quan tâm với việc tại Ukraine chiến đấu, nên hoạt động ký ép tuyển mộ lực lượng ở Mỹ và Anh đã tăng cường trong thời gian qua. Nga cho biết, lính đánh thuê nước ngoài Ukraine chỉ có hai lựa chọn, một là rời khỏi quốc gia Đông Âu, hai là bị loại bỏ trên chiến trường. Moscow cảnh báo sẽ tiếp tục nỗ lực loại khỏi vòng chiến đấu các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài bất kể họ triển khai tại khu vực nào ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết, có 4.845 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc xung đột hơn một năm qua giữa Moscow và Ukraine. Phần lớn trong số đó là những người quốc tịch Mỹ, Canada và châu Âu, theo phía Moscow. Trong khi đó, Nga nói 4.801 lính đánh thuê đã rời khỏi Ukraine. Ngoài ra, có 2.029 lính đánh thuê vẫn đang chiến đấu trong lực lượng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo phía Nga, kể từ tháng 2 năm ngoái, tổng cộng 11.675 lính đánh thuê nước ngoài từ 84 quốc gia đã đến Ukraine để tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Số lượng lính đánh thuê lớn nhất tới Ukraine vào khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4 năm 2022. Nhưng sau khi đối mặt những bước lùi trên chiến trường ở giai đoạn đầu, con số này đã giảm mạnh, Nga nhận định. Các nhóm đông nhất đến từ Ba Lan hơn 2.600 người, Mỹ và Canada trên 900 người, Georgia hơn 800 người, Anh và Romania 700 người trở lên mỗi nước, Croatia hơn 300 người, cũng như từ Pháp và khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Syria trên 200 người, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cả Ukraine và Syria chưa bình luận về những con số thống kê mà Nga đưa ra. Tình tiếp theo, Ukraine bất ngờ đổ chiến thuật tấn công, Nga đối phó ra sao? Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã đổ chiến thuật tấn công với số lượng lớn lực lượng sang tấn công thành từng nhóm nhỏ. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk Bureau, tự xưng Denis Pushilin cho hay, sau khẳng định các lực lượng của Nga sẵn sàng đối phó đối phương không còn dồn số lượng lớn lực lượng và chiến đấu như giai đoạn đầu cuộc phản công mà cố gắng sử dụng vào các nhóm nhỏ. Tuy nhiên, các đơn vị của chúng tôi sẵn sàng cho điều đó và đối phó khá thành công, ông Denis Pushilin cho hay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những nỗ lực tiến công của Ukraine đã không thành công kể từ ngày 4 tháng 6. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev ngày 22 tháng 6 cho biết, tổn thất của Ukraine vượt quá 13.000 binh lính từ khi Kiev bắt đầu phản công trong khi đó tổng thống vladimir putin nhấn mạnh quân đội ukraine đã không đạt được thành công tại bất kỳ khu vực nào trên tiền tuyến các lực lượng của nga cũng đang củng cố các vị trí tại khu vực krasniliman thuộc dpr ông puselin nói theo hướng krasniliman các đơn vị của nga đã cải thiện đáng kể các vị trí của mình họ gây tổn thất khá lớn cho lực lượng và trang thiết bị của đối phương Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng cho biết Kiev cố gắng tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga ngày 9 tháng 7, nhưng tất cả các tên lửa đều bị bắn hạ hoặc bị làm trạch hướng. Phía Moscow không ghi nhận thương vong và chỉ chịu tổn thất rất nhỏ. Theo dữ liệu sơ bộ, quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng các tên lửa đất đối không S-200 do Liên Xô sản xuất. Cả báo cáo ban đầu cho thấy đạn pháo từ các nước NATO đã được sử dụng. Chuyển sang tin tiếp theo, Ukraine tuyên bố đánh vào hậu phương Nga cho nổ tung hệ thống phòng không cực mạnh của Moscow ở Zaporizhia. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Ukraine công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Nga nổ tung được ông Alexander Tanasky, chỉ huy của nhóm tác chiến chiến lược Tabria công bố. Với sự trợ giúp của trinh sát trên không, quân đội Ukraine phát hiện ra vị trí khai hỏa của hệ thống tên lửa phòng không búc ở sâu trong hậu phương của quân Nga. Sau đó, pháo binh của Ukraine thực hiện một cuộc tấn công chính xác thành công, nhắm vào bệ phóng của hệ thống BUK. Đạn trên hệ thống phòng không nga phát nổ. Điều đó có nghĩa là BUK chắc chắn sẽ bị phá hủy. Ông Tarnaski không cung cấp chi tiết về hoạt động hoặc bất kỳ thông tin nào về hệ thống vũ khí của Ukraine tham gia vào nhiệm vụ khai hỏa. Tuy nhiên, sức mạnh của vụ nổ. Độ chính xác của các cuộc tấn công và tính chu kỳ của chúng khiến các chuyên gia dự đoán rằng Ukraine đã sử dụng các tên lửa GMLRS 227 mm của hệ thống HIMARS để tiêu diệt hệ thống phòng không Nga. Tổng cộng ít nhất 3 tên lửa đã được bắn đi, một trong số đó đã trúng mục tiêu, hai cú đánh khác đến vị trí một phương tiện khác đậu nhưng nó đã rời khỏi đó. Rất khó để xác định phương tiện này, ngoại trừ việc nó thuộc thành phần của hệ thống buk SAM. Nó không có vòng radar riêng biệt như búc M1 Tela, vì vậy nó có thể là bệ phóng. Cũng có khả năng đây là bệ phóng búc M2 SAM. Vị trí của thiết bị Nga được xác định gần thành phố Japorizia, vùng Japorizia. Vị trí nằm ở hậu cứ tương đối sâu, cách đường liên lạc 36 km. Hệ thống phòng không búc là một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Liên Xô và Nga. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình trực thăng và các mục tiêu trên không khác hệ thống được tạo ra bảo vệ lực lượng mặt đất khỏi các mối đe dọa dạ trên không. Để làm được điều này, hệ thống được thiết kế trên khu gầm bánh xích để có thể di chuyển trên nhiều địa hình cùng với các phương tiện hạng nặng khác. Bên cạnh đó, tất cả các phương tiện của hệ thống đều được bao bọc bởi áo giáp hạng nhẹ chống lại các loại vũ khí cỡ nhỏ. Các hệ thống phòng không búc có một radar tích hợp thực hiện các nhiệm vụ phát hiện mục tiêu và điều hướng tên lửa vào chúng. Tin tiếp theo, lãnh đạo Chechnya Kadyrov tiết lộ địa điểm triển khai đặc nhiệm Akhmat ở chiến trường Ukraine. Thưa quý vị, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố rằng lực lượng đặc biệt Akhmat của Chechnya đã được tái triển khai tới mặt trận Bakhmut và họ đang chiến đấu ở Kalichivka. Các lực lượng đặc biệt của Akhmat dưới sự chỉ huy của tướng Atta Alaudinov đã chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine triển khai tại mặt trận khốc liệt Bakhmut. Việc triển khai như vậy chứng tỏ lòng tin của Bộ Tổng Tham mưu và khả năng chiến đấu cao của đơn vị, ông Kadyrov nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng nói thêm rằng, ông đã nói chuyện với tướng Alaudinov Al vào ngày 9 tháng 7 về tình hình ở khu định cư Kalichipka. Tướng Alaudinov Al đã gửi một đoạn video quay quảnh mình rời làng và thông báo với ông Kadyrov rằng mọi thứ ở Kalichipka được kiểm soát. Ông Kadyrov đã đăng tải video vị tướng Chechnya dưới Kalichipka trên một chiếc xe bọc thép. Reuters tuyên bố không thể xác minh đoạn video và tính xác thực của nó. Trước đó vào ngày 6 tháng 7, ông Sergei Cheverazi, phát ngôn viên của lực lượng tác chiến phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Kalichivka trên mặt trận Bakhmut. Vào ngày 7 tháng 7, ông Andriy Kovalov, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến công thành công một phần và đang củng cố các vị trí của họ ở Kalichivka trên mặt trận Bakhmut, nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Ngôi làng Kalichivka cách Bakhmut khoảng 8 km được cho là cửa ngõ chiến lược để quân đội Ukraine tiếp cận thành phố Bakhmut và giành lại nó từ tay quân Nga. Nhà phân tích quân sự Ukraina Denis Popovic cho biết lực lượng Ukraina đã chiếm được những vị trí quan trọng gần Kalichivka. Điều này sẽ cho phép pháo binh kiểm soát chính Kalichivka và một phần của Ba cũng như các tuyến đường tiếp tế của Nga. Giống như Wagner từng bao vây thành phố, chúng tôi hiện cũng vậy, ông Popovic nói với đài phát thanh VN của Ukraina. Quân đội Ukraine hôm ngày 10 tháng 7 cho biết, cho đến nay, họ chiếm lại 169 km vuông ở mặt trận phía Nam và 24 km vuông xung quanh thành phố Bakhmut ở phía Đông kể từ khi cuộc phản công của họ bắt đầu vào 5 tháng trước. Các tài khoản của Nga cho biết giao tranh ác liệt bao trùm các khu vực bên ngoài Bakhmut, thành phố bị lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau một cuộc bao vây kéo dài nhiều tháng. Chuyển sang tin tiếp theo, NATO bất ngờ thu hẹp khác biệt về việc cho phép Ukraine gia nhập liên minh. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, Reuters đưa tin các quan chức tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thu hẹp được sự khác biệt trong lộ trình tìm lời giải cho bài toán gia nhập liên minh này của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 7 tại Vilnius, Litva, đã thúc giục NATO cho nước này một con đường rõ ràng để trở thành thành viên trong thông cáo chung sau hội nghị. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu về từ ngữ, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng Ukraine sẽ gia nhập liên minh. Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Twitter, ông cũng cho biết Ukraine đang làm việc để làm khai thông con đường đạt được tư cách thành viên rõ ràng và nhanh nhất. Các nhà ngoại giao có mặt tại Vilnius cũng khẳng định vị trí xứng đáng của Ukraine là trong NATO và nước này sẽ gia nhập khi điều kiện cho phép là một trong những cụm từ đang được thảo luận cho văn bản cuối cùng. Các cuộc đàm phán cũng tập trung vào những điều kiện mà Ukraine sẽ phải đáp ứng để gia nhập NATO và tiến trình của nước này nên được theo dõi như thế nào sự chia rẽ quan điểm trong NATO về vấn đề cho Ukraine gia nhập vẫn còn. Các thành viên NATO ở đông âu đã ủng hộ lập trường của Kiev, cho rằng việc đưa Ukraine vào chiếc ô an ninh tập thể là cách tốt nhất để ngăn chặn nga. Tuy nhiên, các quốc gia như Mỹ, Đức lại thận trọng hơn với bất kỳ động thái nào mà họ lo ngại có thể lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với nga và có khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn cầu. Tình hình phức tạp với Ukraine trái ngược với Thụy Điển khi hội nghị lần này đã chứng kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đồng ý gửi đơn gia nhập Liên minh của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để phê chuẩn. Tổng thư ký Jens Stoltenberg ca ngợi động thái này là lịch sử. Chuyển sang tin tiếp theo, các nữ binh sĩ Ukraine tiết lộ bí mật đau đớn trong suốt hơn một năm chiến đấu chống Nga. Vâng thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine đã gây mệt mỏi cho hàng trăm nghìn binh sĩ chiến đấu chống lại quân đội Nga tiền tuyến, đặc biệt là khoảng 60.000 phụ nữ đang phục vụ trong quân đội Ukraine, theo nhiều nguồn tin tiết lộ với The Daily Beast. Bên cạnh nỗi kinh hoàng thường thấy trong chiến tranh, các nữ binh sĩ Ukraine khi nói chuyện với The Daily Beast cho biết việc thiếu trang thiết bị và nguồn lực phù hợp bao gồm đồng phục, ủng, áo giáp cho các nữ binh sĩ thường khiến họ gặp nguy hiểm hơn so với đồng nghiệp nam. Hãy thử đi vệ sinh trong rừng ở nhiệt độ âm 15 độ C. Tất cả chúng tôi đều bị viêm bàng quang và viêm buồng trứng và đau lưng. Julia, một nữ binh sĩ Ukraine 24 tuổi, chia sẻ với The Daily Beast ở Kiev. Sau một năm chiến tranh, chúng tôi có đủ loại vấn đề về sức khỏe, Julia nói thêm. Chị gái của Julia, Alina, 28 tuổi, đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với The Daily Beast cùng với em gái mình, Alina cho biết các vấn đề về sức khỏe do thiếu dụng cụ đi tiểu hoặc đồ lót băng vệ sinh cho phụ nữ là vấn đề nhỏ nhất mà chúng tôi gặp phải. Alina cho biết phụ nữ trong quân đội thường bị buộc phải đi giày quá rộng của nam giới hoặc chạy trong chiếc quần khổng lồ khiến họ bị chậm lại trong những tình huống nguy cấp. Nhưng khó nhất là chạy trong bộ áo chống đạn gần 14kg tiêu chuẩn của quân đội, thứ không bao giờ vừa khích cơ thể có bộ ngực như của tôi, Alina chia sẻ. Nếu tôi cởi bỏ áo giáp quân đội và bị thương hoặc bị giết, tôi và gia đình tôi sẽ không được hưởng chế độ. Cuộc sống của chúng tôi, sự an toàn của chúng tôi thường phụ thuộc vào những gì chúng tôi mặc trên người và đôi chân của mình, nữ binh sĩ Ukraine nói thêm. Trước chiến tranh, hai chị em Alina làm lập trình viên trong ngành công nghệ thông tin và vừa mới tiết kiệm đủ tiền cho một kỳ nghỉ tới Bali. Tất cả đã thay đổi vào tháng 2 năm ngoái khi họ hủy bỏ kỳ nghỉ của mình và thay vào đó chọn tình nguyện tham gia cuộc chiến của Ukraine để chống lại quân Nga, đầu tiên là ở ngoại ô Kiev, sau đó là Donetsk. Hơn 100 nữ quân nhân đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh khi chiến đấu ở tiền tuyến, trong các nhiệm vụ sơ tán hoặc khi đang làm việc với báo chí. Nhưng nhiều vấn đề cơ bản cản trở phụ nữ trong chiến tranh dường như có thể tránh được. Các chuyên gia và quân nhân nói chuyện với The Daily Beast cho biết, Họ tin rằng việc được tiếp cận với đồng phục phù hợp vừa vạn thuốc men và thiết bị dành riêng cho nhu cầu của phụ nữ sẽ mang lại nhiều thành công hơn trên chiến trường. Có một số nỗ lực đang diễn ra Ukraine để giải quyết vấn đề này. Phát biểu về quân phục cho nữ chiến binh, trong cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Olesi nói rằng các mẫu áo giáp và mũ bảo hiểm cho nữ quân nhân bổ sung đã được thử nghiệm trong các đơn vị chiến đấu. Khi có kết luận, Bộ sẽ phê duyệt tiêu chuẩn và đặt hàng chính thức cho lực lượng phòng thủ theo yêu cầu của mình. Chuyển sang tin tiếp theo, Nga phản đối gay gắt việc Đức xây nhà máy chế tạo xe tăng ở Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng phản đối kế hoạch trên của Đức, đồng thời cho biết sẽ tấn công cơ sở này nếu đi vào hoạt động. Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Paproth cho biết Đức sẽ mở một nhà máy sản xuất xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine trong vòng 12 tuần tới. Rheinmetall có thể sản xuất 400 xe tăng mỗi năm tại cơ sở này. Tuy nhiên, quân đội Nga lại đe dọa sẽ tấn công nhà máy Remetan nếu nó đi vào hoạt động. CEO Remetan nói thêm, nhà máy chế tạo xe tăng mới sẽ được đặt ở phía tây Ukraine và được điều hành bởi liên doanh Remetan và công ty vũ khí nhà nước Ukraine Ukroboronprom. Trả lời phỏng vấn CNN vào tuần trước, ông Papergil cho biết người Ukraine phải tự giúp mình. Ukraine không thể hy vọng Mỹ và phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong 10 đến 20 năm tới. Remetan lần đầu công bố kế hoạch xây dựng nhà máy xe tăng ở Ukraine vào tháng 3. Thời điểm đó, công ty này tuyên bố rằng nhà máy sẽ tiêu tốn 200 triệu đô để xây dựng và sẽ có khả năng sản xuất 400 chiếc xe tăng Leopard 2 mới nhất mỗi năm. Ông Paperger nói với CNN rằng xe bọc thép chở quân TPZ Fuchs. Ông nói thêm rằng các công nhân Ukraine sẽ được đào tạo để chế tạo và sửa chữa những sản phẩm này cũng như các sản phẩm khác của Remitan bao gồm xe chỉ đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard 2 và hệ thống pháo Panzer Harbis 2000. Nga thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình, đồng thời coi kho dự trữ vũ khí và phương tiện quân sự nước ngoài là mục tiêu hợp pháp. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo vào tháng 3 rằng nhà máy của Remetan cũng không phải ngoại lệ. CEO Papager khẳng định với CNN rằng Remetan có thể bảo vệ nhà máy của mình. Hiện tại có rất nhiều nhà máy đang sản xuất hàng hóa quân sự ở Ukraine. Thêm một nhà máy không phải là vấn đề quá lớn, chúng tôi có thể bảo vệ nó. Xung đột ở Ukraine đã nâng doanh thu của Rheinmetall lên mức kỷ lục. Công ty kiếm được 6,4 tỷ euro, tức là khoảng 7 tỷ đô vào năm ngoái, tăng 27% so với năm 2021. Cùng với việc xây dựng một nhà máy ở Ukraine, Rheinmetall có kế hoạch mở rộng một nhà máy khác ở Ukraine.